Lời tổ sư Minh Đăng Quang, hòa bình dọn đoàn du tăng. Người đời chia rẽ từng nhóm khối xã hội, gia đình, cá nhân, tư kỷ, do đó mới có họa chiến tranh. Chúng tôi sinh ra trong thời loạn, thấy cảnh hương tâm, mong tìm phương cứu chữa, mới nhận thấy ra rằng lẽ sống ở đời không ai duy kỷ được. Nào ai có thể tự sống riêng lấy mình mà không cần nhờ nơi tất cả. Chính thân ta đây đã đo biết bao nhiêu người, tạo sanh và nuôi dưỡng, một điểm tinh cha, một chút gốc mẹ, hòa hiệp thành hình, từ lúc lọt lòng để chịu ơn muôn loại thức ăn, sự mặc, chỗ ở, thuốc men, các việc, nhu cầu vân vân, há phải chỉ một đôi người đảm nhận. Vạn vật chung quanh ta lúc nào cũng đỡ nâng đùm bọc, ta là kẻ quá nhỏ nhen, đang xin nhờ tất cả, mà mỗi chúng ta không ai tự mình có sẵn món chi được vậy. Ta là tất cả là ta sống cho tất cả sống cho ta. Tiếng ta đây là tất cả, đó chính là chân lý vũ trụ. Kẻ là thực hành đúng chân lý gọi là khất sĩ. Khất ấy là sinh, sĩ đây là học, sinh ấy rồi lại cho, học đây rồi lại dạy, xin phẩm thực để nuôi thân giả tạm, cho sự thiện lành phước đức, để bảo giữ sự sống dài lâu. Học bằng cách lượm lặt phương pháp khắp nơi, rút nhiều kinh nghiệm, vậy là đem kết quả thực hành đặc điểm chỉ lại cho người. Cái xin, cái học, cái dạy, cái cho, hai phương pháp nương sinh, mở ra một con đường sáng lạng cho tất cả kẻ về sau tiến bước. Con đường ấy kêu là đạo. Đạo của sống là xin nhau sống chung, đạo của biết là học chung, đạo của linh là tu chung. Đạo đây là chân lý vũ trụ của chúng sanh chung, chứ không phải tôn giáo tư riêng. Kẻ sống đúng chân lý, kết quả rốt ráo giác ngộ rồi là Phật, theo tiếng thông thường cũng kêu là đạo Phật. Khất sĩ chúng tôi tập nối truyền chánh pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, xuất hiện nơi xứ Việt Nam này với mục đích cố gắng noi y gương Phật, hay Phật đền ơn và đáp nghĩa chúng sanh trong muôn một đang thời nạn khổ. Lời tổ sư Minh Đăng Quang.